Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại với thế giới bóng đá. Công ty đại diện của ông Park Hang-seo, DJ Management thông báo, nhà cầm quân người Hàn Quốc vừa ký hợp đồng với câu lạc bộ Bắc Ninh trở thành cố vấn của đội bóng này, nhưng ông vẫn sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển hoặc câu lạc bộ khác trong vai trò huấn luyện viên trưởng dù bận rộn với công việc ở câu lạc bộ bắc ninh huấn luyện viên park hang seo vẫn có thể nhận đề nghị làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia hoặc câu lạc bộ chuyên nghiệp khác công ty đại diện của huấn luyện viên park hang seo nhắc lại trong một số lần phỏng vấn kể từ khi chia tay đội tuyển việt nam ông park vẫn để ngỏ khả năng trở lại làm huấn luyện viên huấn luyện viên park hang seo cho biết sau khi hết hạn hợp đồng tôi đã cố gắng đóng góp một cách nào đó cho sự phát triển của bóng đá việt nam nhằm đền đáp tình yêu mà tôi đã nhận được ở việt nam đầu tiên tôi đã thành lập học viện bóng đá quốc tế Bắc Hang Seo và hiện đang đào tạo nhiều cầu thủ triển vọng. FC Bắc Ninh là dự án thứ hai của tôi. Hiện tại huấn luyện viên Park Hang Seo được truyền thông quê nhà nhắc tới trong số các phương án thay thế ông Jürgen Klinsmann ở đội tuyển Hàn Quốc. Huấn luyện viên Klinsmann vừa bị sa thải cách đây ít ngày sau khi đội tuyển xứ Kim Chi không thành công ở Asian Cup 2023. Trước đó ông Park từng được đồn đoán liên hệ với nhiều đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Singapore, Thái Lan hay Malaysia. Một số câu lạc bộ Việt Nam liên hệ với huấn luyện viên Park Hang-seo như câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Công an Hà Nội nhưng chưa có hợp đồng nào được ký kết. Hiện tại, ngoài làm cố vấn cho câu lạc bộ Bắc Ninh, huấn luyện viên Park Hang-seo mở trung tâm bóng đá cộng đồng dành cho trẻ em ở Việt Nam. Đây là dự án mà ông Park đã ấp ủ từ khi còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo năm nay 66 tuổi, ông là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam từ cuối năm 2017. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đạt được nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam trong 5 năm. Ông giúp U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á 2018, giành hai huy chương vàng SEA Games liên tiếp các năm 2019 và 2022. Đội Olympic Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo vào bán kết ASEAN 2018 cùng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo vô địch AFF Cup 2018 vào tứ kết ASEAN Cup 2019 và đặc biệt là đi tới vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Ông Park hoàn thành lời hứa khi giúp bóng đá Việt Nam lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Sau khi kết thúc hợp đồng với VFF đầu năm 2023, ông Park vẫn ở Việt Nam. Chính huấn luyện viên Park Hang-seo đã lên tiếng trên mạng xã hội cá nhân của mình rằng sau 5 năm làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Tôi luôn mong muốn được đền đáp tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi. Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo là dự án mà tôi dành nhiều tâm huyết sau đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và bây giờ, tôi muốn tiếp tục được làm nhiều hơn thế nữa và xin được chia sẻ với các bạn rằng tôi sẽ trở thành cố vấn cấp cao của Bắc Đinh FC. Sau một năm nghỉ ngơi, tôi cảm thấy nhớ bóng đá và sẵn sàng giúp hết sức lực để trở lại công việc mà tôi luôn tâm huyết. Tôi hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tôi trong các kế hoạch sắp tới của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn. FC Bắc Ninh hiện đang thi đấu ở giải hạng nhì Việt Nam. Câu lạc bộ có tham vọng sẽ sớm thăng hạng lên chơi ở giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam là V-League. FC Bắc Ninh hiện đầu tư lớn về lực lượng để hiện thực hóa tham vọng đó. Được biết, thời gian huấn luyện viên Park Hang-seo làm cố vấn cho FC Bắc Ninh kéo dài đến năm 2029.